cái nút vàng mày ăn trộm của anh em nhà Tippy đúng không? Anh không biết đọc à? Tên em là Tippy TV, trong cái nút vàng đó cũng có. Đến giờ này mà mày đang còn nói dối à? Đi vào đây. Này thì nói dối này, này thì nói dối này. Mày có khai ra không? Sao sao em khai? Mày đứng dậy nhanh lên. Mày điên. Em xin lỗi anh. Mình đã cố gắng đưa nút vàng về cho anh chủ quán, mà sao anh chủ quán lại đánh mình?